đang ở phòng công chứng chuẩn bị bán đất. Bữa nay người ngựa đi đi ra ngoài đường chứ ở nhà mà họ ít có đi ra ngoài đường lắm, cho nên là chuẩn bị công chứng nha. Còn chút xíu em sẽ đi tùm lum tà la hết, em quay cho mọi người chờ em tí xíu nha. Bây giờ đi công chứng xong đất đai rồi, bây giờ ghé nha thăm nhà trọ nha. Đó, thăm nhà trọ để đây là nhà trọ của mình nha mọi người, ở đường Nguyễn Linh nha, sát bên siêu thị luôn đó mọi người thấy không. Nó sát bên siêu thị, đi chừng 20 bước thôi, 30 bước kìa đó là tới siêu thị nha. Đó mọi người thấy không, đường Nguyễn Linh rất là lớn nha. Mọi người có gì ủng hộ cho Học Anh nha. Đây đó, khách thì cũng đều cũng lai rai cũng được. Đây xin giới thiệu luôn, giới thiệu cho mọi người ông xã mới của mình nha. Ông xã mới nấu mì đó. Mọi người ủng hộ nha, nhà trọ của mình nha. Bắt đầu em còn đi nữa, em đi nhiều lắm mọi người, một ngày em sẽ đi những cái hành trình của em để cho mọi người biết nha. Đó, đây là nhà trọ của em, mọi người nhớ ghé ủng hộ nha. Đặc biệt là không có qua đêm nha mọi người, em chỉ cho khách nghỉ giờ thôi, chứ không có qua đêm, tại vì qua đêm không quản lý được. Đó, mọi người nhớ nha, đường Nguyễn Nhân Linh, phòng trọ của mình nha. Rồi, còn nãy là ông xã thứ ba của mình đó, chị ông xã ha. Vậy mà cũng cô đơn ngủ mình không đó bà, mấy bà. Đây, phòng làm việc của ông đây, đó. Ở đây là quầy thu tiền. Xong rồi em đi đâu em cũng đem một kem theo, tại vì khi mình xức kem vô đó nó rất là đẹp, tại vì kem này nó chỉ thăm mụn tàn nhang và rồi mồi đốm nâu nha. Đó, vào dòng kem này đặc biệt chỉ nám một hũ là hết cho mọi người. Mọi người phải lưu ý một điều nha, kem rất là đẹp luôn. Mọi người phải nhớ mua hàng của em là thơm, còn hôi mùi xăm hay là hôi là giả nha mọi người. Đó, đây thấy không, nó sức rất là đẹp luôn, nó sẽ giúp cho cái da mình nó hết mụn nè, hết nám nè, hết thâm nè, hết tàn nhang rồi mồi nè, thậm chí là mụn bọc, mụn cám rồi nè, mụn mủ rồi nè, là hết luôn nha. Cho nên mọi người hãy nhớ ủng hộ cho đúng hàng thật của Hào Anh nha. Đây, cái dòng kem này rất là tốt luôn. Mà mọi người phải nên nhớ một điều nè, cái kem này á, là đặc biệt ở trong cái khung này nè, nó màu vàng ánh kim, và ở đây có khắc số thoại và tên thuốc. Còn nếu nó màu trắng không là màu giả, mọi người phải cảnh báo nha, màu trắng không là giả, phải kiểm tra từ chi tiết, không cho kiểm tra đừng nhận hàng. Và nếu mà nó màu trắng với màu đen cũng giả luôn, hoặc là màu trắng với màu à. Cho em nói cho mấy chị nghe nè, khi mấy chị mua đúng hàng của em thì mấy chị sẽ được làn da đẹp, còn mình mua hàng giả thì nó sẽ dễ bị